Vâng, quả thực vụ đánh ghen tại Hà Đông thêm một lần nữa khiến cho dư luận cần phải nhìn nhận thật thẳng thắn về câu chuyện ghen tuông của những người phụ nữ đã có gia đình. Và như đã giới thiệu ngày hôm nay thì chúng tôi mời đến trường quay một nữ nghệ sĩ hài rất được yêu mến, chuyên được giao những vai bà vợ đanh đá có chồng ngoại tình. Xin được giới thiệu với quý vị và các bạn nghệ sĩ Trà My. Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị khán giả. Chào chị Trà My ạ. Chị thân mến, vừa rồi theo dõi cái clip đánh ghen vừa rồi thì cá nhân chị nghĩ sao về cái hành động của cô vợ ạ? Thực ra trong các cái vụ đánh ghen ấy, đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là cái hạnh phúc gia đình là số 1. Nên là tôi luôn luôn ủng hộ những người vợ chăm sóc cho gia đình và giữ gìn hạnh phúc cho gia đình. Tuy nhiên cái clip vừa rồi tôi xem ấy thì cũng chị vợ cũng hơi quá một chút. Mình làm cái gì cũng phải có chừng có mức, và đôi khi không nhất thiết cứ phải đánh như thế mới là giật lại chồng về. Theo quan điểm của tôi là như thế. Vừa rồi xem cái clip thôi, bản thân tôi thì không bao giờ dám xem clip đánh ghen, nhưng mà vì công việc cho nên phải xem. Khi xem thì tôi nổi hết cả da gà. Không biết là chị đã bao giờ chứng kiến một vụ đánh ghen ngoài đời thực bao giờ chưa? Và lúc ấy thì chị phản ứng như thế nào ạ? Thực ra thì My đi biểu diễn cũng rất là nhiều và cũng gặp rất nhiều các cái trường hợp đánh ghen vô cớ. Ví dụ như là Vi vào trong các cái nhà hàng ăn chẳng hạn. Ăn sáng thôi, ví dụ như mình đang ăn sáng và cũng có một cái bàn bên cạnh một cô đang ăn sáng, thì cô ấy vừa ăn xong thì cô ấy ngẩng mặt lên trả tiền một phát bực piu 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 piu, tức là túm tóc đánh tới tấp không biết như thế nào nữa. Thì mình ngồi đó mình chứng kiến, mình cũng không hiểu là như thế nào. Thế thì đến lúc gì với hỏi ra thì là cô ấy bị đánh ghen. Thế còn có những cái trường hợp mà ngay tại đấy thôi, mình gặp hai một cái người tình của chồng và một người vợ, tức là một cái câu chuyện mà My được nghe rằng hai người này cũng rất là hòa thuận với nhau. Nhưng mà vô tình cái hôm đó cái cô nhân tình đến nhà của bà vợ thì bà vợ lại đuổi về, rồi thì lại tức là hai người là biết nhau, tức là biết nhau rồi mà vẫn nói chuyện, vẫn chia sẻ với nhau, mà thậm chí lại còn chia sẻ cả những cái chuyện thầm kín với nhau. Thế nhưng mà bỗng một ngày đẹp trời là bà vợ không hiểu sao nổi cái cơn ghen lên, rồi là đánh ghen rồi chửi. Thế thì My về đó, My nghỉ ở cái khách sạn đó mà thấy thế thì thôi, mình cũng thất rất là hai cái trường hợp như thế này thì là rất là thương. Chị được chứng kiến rất là nhiều, chứng kiến rất là nhiều nên My chỉ biết nhảy vào can. Thì với người vợ thì My cũng khuyên là chị hết sức bình tĩnh. Còn với cô nhân tình thì My cũng khuyên rằng là nên không đi lại trước mặt chị vợ, và cũng không nên đến nhà chị vợ nhiều, bởi vì giờ thực ra trong cuộc sống thì như bạn biết là hạnh phúc gia đình ai cũng muốn rằng là mình chiếm trọn người chồng mình giữ làm sao cho cái hạnh phúc của chồng mình, làm sao không đi lăng nhăng bên ngoài. Nhưng thực ra là thấy là rất là đau lòng khi những vậy cái trường hợp. Chị thiên về phe nào hơn? Tôi thấy là trong chị được giao thường là được giao những vai những người phụ nữ, những bà vợ rất là đánh đá, rất là trơ ngoa, thậm chí là đã đi đánh ghen. Lúc diễn những cảnh đấy thì chị nghĩ như thế nào ạ? Nhất là gần đây là My được giao một cái vai bà vợ của ông quan huyện, thì đi đánh ghen với lại một cô thôn nữ. Thế thì bản thân kịch bản thì là phải như thế, phải diễn như thế, phải đánh ghen, phải túm tóc, phải đánh nhau. Nhưng mà với lương tâm My thì là ở ngoài đời My rất sợ đánh nhau. Và với bản thân My thì My sợ lắm, to tiếng đánh nhau là rất là sợ, mang tiếng là các bạn xem ở trên truyền hình mình đánh đá chua ngoa vậy thôi, nhưng ngoài đời mình nhát như một con thỏ luôn, cứ thế đánh nhau hoặc là xô xát cái gì mà túm tóc là mi lỉnh luôn, sợ lắm luôn đó. Nhưng mà thực ra mình hóa thân vào những cái dạng vai như thế thì mình mới thấy rằng các bà vợ ghen như thế nào, mời người ta có thể đánh, người ta có thể chém, người ta có thể rạch mặt nhau ra để làm sao để giữ lấy cái hạnh phúc của người ta. Nhưng mình nghĩ rằng không nhất thiết phải như thế, bởi vì là có nhiều kiểu ghen, mình ghen làm sao đó cho nó có văn hóa, và ghen làm sao đó để cái người chồng người ta nghĩ rằng mình là một cái người có văn hóa, và khi người chồng người ta thấy rằng cái lỗi đấy là do người chồng gây ra thì người chồng phải tự nhận khuyết điểm và quay về với vợ. Mình nghĩ như thế thì cái hạnh phúc sẽ lôi về phía người vợ nhiều hơn, xử sự theo cái kiểu như thế.
Vâng, chị Trà My vừa có chia sẻ là chị rất là sợ xô xát và đánh nhau. Tuy nhiên thì đã có người bạn nào hoặc là người thân nào của chị mà đã thấy chị nhập vào những cái vai chua ngoa đánh đá hay là đi đánh ghen nó nhập tâm nó đạt đến như vậy mà đã rủ chị đi đánh ghen hay chưa? Và nếu mà gặp trường hợp đấy thì chị từ chối như thế nào? Thực ra My đã nói rồi, trên truyền hình các bạn thấy là My là đánh đá lắm, đúng là như thế. Nhưng mà ở ngoài đời ấy, thì là rất là nhát. Và cũng chưa có một ai rủ My đánh ghen cả. Mà nếu như có rủ thì My cũng từ chối luôn. Tại vì là My không quen bạo lực cái kiểu đó. Sợ lắm, sợ vô cùng luôn. Không bao giờ làm những cái việc đấy luôn. Ví dụ như mà giả dụ như mà chồng mình có bị như thế thì mình cũng tìm các cái phương pháp khác, để biện pháp khác để mà khuyên can, chứ để mà xây ra cái đánh nhau như thế thì chắc rằng My sẽ không bao giờ, nếu vào bản thân My sẽ không bao giờ My làm như thế. Vâng. Chị vừa nói đến các phương pháp khác thì tôi có những cái ngày vừa qua thì tôi thấy là trên các trang mạng xã hội có rất nhiều chia sẻ rất nhiều các vụ đánh ghen, và các chị em thì đưa ra ba cái phương án như thế này để xử lý khi mà bắt gặp chồng mình ngoại tình. Thứ nhất là không đánh ghen như trong những clip mà chúng ta vừa xem, mà nhẹ nhàng tiếp cận và khuyên nhủ những cái cô bồ của chồng mình nên dừng lại. Và thứ hai là sẵn sàng lao vào lành lòng gáo vỡ là môi luôn. Và thứ ba là cô vợ sẽ không nói gì, không làm gì cả, dứt khoát chia tay luôn và không cần đánh ghen làm gì cho mệt. Vậy thì là chị, thì chị sẽ lựa chọn phương án nào? Thực ra đối với tôi, như tôi đã nói với các bạn, hạnh phúc gia đình là điều quan trọng nhất đối với tôi. Nên cái trường hợp này, tôi sẽ không bao giờ đánh ghen và tôi không bao giờ to tiếng. Và tôi sẽ, cái điều thứ nhất, tôi chọn phương án 1. Tôi sẽ gọi cái cô nhân tình đến và tôi sẽ khuyên giải cô ta. Và tôi có những cái biện pháp của mình để làm sao cô ấy buông tha người chồng của mình. Và với tôi cũng về có những cái để khuyên chồng mình để làm sao đó. Bởi vì hạnh phúc gia đình không dễ gì mà chúng ta vun đắp lên được, mà xây lên thì khó, mà đạp thì đập vỡ thì nhanh lắm, chỉ trong một tích tắc, trong một ly là có thể vỡ tan hạnh phúc gia đình. Nhưng với tôi thì tôi sẽ chọn cái phương án tốt nhất, đó là gọi gặp gỡ và nói chuyện với cô bồ, sau đó là mình sẽ khuyên giảng chồng mình dần dần, rồi đến mức độ mà cùng cực nó không có thì mình lại tính tiếp cái phương án sau. Chứ tôi không bao giờ để xảy ra những cái xung đột, mà thực ra đấy là nó là cũng là một cái văn hóa ứng xử của người Việt Nam chúng ta. Vâng, chị Trà My thân mến, từ xưa thì chúng ta đã biết là cái hình ảnh hoạn thư trong văn học cũng như là trong dân gian là một cái hình ảnh tiêu biểu của cái người phụ nữ khi mà ghen tuông với chồng. Rồi khi mà người phụ nữ ghen thì không gì có thể dập tắt nổi, người ta nói là ngứa ghẻ hơn ghen, phải không ạ? Vâng. Tuy nhiên thì như chị nói là phải biết cái mức độ dừng lại đến đâu, bởi vì như người phụ nữ trong clip vừa rồi rõ ràng là chị đã vi phạm pháp luật. Vậy theo chị thì có một lời khuyên nào hay có một cách nào đó để cho chị em chúng ta nhận ra biết đâu là ranh giới của sự ghen tuông? Tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều cuộc ghen, và tôi cũng chứng kiến rất nhiều các cái cặp vợ chồng đã bị tan nát bởi vì đánh ghen với nhau. Nên tôi chỉ khuyên tất cả các bạn, nhất là phụ nữ chúng ta xây được nên cái tổ ấm cực kỳ khó, và lấy được một cái tấm chồng mà yêu thương mình, mà lo lắng cho gia đình thì lại càng khó hơn. Thế chính vì thế chúng ta, trước hết chúng ta hãy là một cái tấm gương, mình làm sao đó cái gì cũng phải có chừng có mức, và mình làm một cái điều gì đó mình cũng phải nghiên cứu và suy nghĩ đến đầu đến đũa đá. Và khi mình quyết định một vấn đề gì, mình cũng phải xem là khi mình làm cái gì thì cái việc này thì hậu quả nó sẽ như thế nào. Thì theo tôi, nên khuyên các bạn là làm cái gì cũng phải có chừng có mức. Và cái mục đích tốt nhất của chúng ta là làm sao bảo vệ và giữ gìn được hạnh phúc của gia đình chúng mình. Vâng, chúng ta thấy là trong các vụ đánh ghen thì bao giờ cái người bị lên án cũng là hai người phụ nữ. Cô vợ thì bị gọi là hoạn thư, bị gọi là ghen tương quá rồi không biết kiểm soát. Cô bồ thì tất nhiên là bị đánh giá về mặt đạo đức. Thế nhưng cái người gây ra là ông chồng thì lại không bao giờ được nhắc đến. Đây, chị nghĩ sao về cái vai trò của các ông chồng trong các vụ đánh ghen thưa chị? Thì như các bạn thấy là khi trong các cuộc đánh ghen thì không bao giờ có cái sự xuất hiện của ông chồng, rất hiếm khi lắm, mà chỉ có thấy các bà vợ và các bà nhân tình đánh nhau với nhau thôi, còn có bao giờ ông chồng ra mặt đâu. Đấy là những cái mà tôi nghĩ rằng là những cái các ông chồng thì cần phải có những cái tiếng nói trong những cái vụ như thế này. Không cớ gì mà không bao giờ được phép để cho vợ mình và cái cô bồ mình để mà đánh nhau
sao một cách mà vô lối như thế và có thể là xé quần xé áo trước tất cả công chúng như thế mà người chồng lại đứng ngoài cuộc, thì tôi nghĩ đấy là một cái không phải họ đứng ngoài cuộc, họ trốn đấy chị ạ. Đấy thì tôi nghĩ là đứng ngoài cuộc có nghĩa là trốn chứ còn gì nữa, đúng không? Thế nên là trong cái vụ này thì tôi cũng nghĩ rằng là thực ra là các ông chồng cũng nên xem xét lại cái cách đối xử của mình, và nên cái gì cũng có chừng có mực thôi, và nên giữ cho gia đình làm sao cho nó thuận hòa êm ấm. Dù ông có đi ngoại tình, ông đi cặp bồ chăng nữa, nhưng cái gia đình vẫn là một nền tảng quan trọng nhất để cho những người chồng phải luôn luôn quay về. Và có câu là ớt nào ớt lại chẳng cay, gái nào gái lại chẳng hay ghen chồng, đúng không ạ? Đúng. Tôi nghĩ là đàn bà chỉ ngừng đánh ghen khi mà đàn ông hết ngoại tình thôi. Mà để đàn ông không ngoại tình thì lại tùy thuộc vào cách ứng xử của những người vợ. Tuy nhiên thì tới đây thì cũng sẽ có quy định là phạt tù đối với những người ngoại tình. Theo chị thì cái chuyện mà phạt tù đối với những người ngoại tình thì nó có khả thi, nó có ngăn chặn được chuyện ngoại tình không ạ? Thực ra là tôi nghĩ là theo quan điểm của tôi thì rất là khó và không thể nào ngăn chặn được. Bởi vì bạn biết rằng bây giờ xã hội mình ở mọi nơi, công sở rồi tất cả mọi nơi đều có cái phong trào gọi là cặp bồ cặp bịch với nhau rất là nhiều luôn. Bởi vì tôi đi diễn nhiều, tôi đã chứng kiến được rất nhiều các cái cặp vợ chồng hoặc là các cặp tình nhân. Ví dụ mở mắt ra sáng 8 giờ sáng đã đến nhà nghỉ rồi, xong để thực ra là tôi cũng chỉ vô tình thôi, thì gọi về cho vợ là alo, trưa nay anh không ăn cơm nhé, anh phải đi họp. Thế nhưng mà thực ra là có phải là họp đâu, mà thì đang ở trong nhà nghỉ với lại nhân tình. Nhưng mà thế thì tôi nghĩ là nó không khả thi lắm, bởi vì là mình làm sao mà mình ngăn chặn được hết tất cả những cái tệ nạn như thế. Chỉ có điều rằng là tất cả mỗi con người chúng ta, dù là những ông chồng hay những bà vợ, thì chúng ta nên biết điểm dừng và xoay quanh vấn đề là chúng ta nên giữ gìn cái hạnh phúc và bảo vệ cái hạnh phúc của chúng ta mọi lúc mọi nơi. Xin cảm ơn những chia sẻ hết sức là cởi mở cũng như là rất thú vị của nghệ sĩ Trà My. Quý vị và các bạn thân mến, ghen thế nào là đủ? Câu hỏi này thì rất khó để trả lời chính xác xem là làm sao để ghen. Và tôi hiểu rằng là rơi vào cái tình cảnh trớ trêu thì chúng ta cũng không thể nào đánh giá hay là nói về người, tức là đánh giá những cái kết luận hay là những cái việc của người khác. Vì vậy cho nên sự lựa chọn ở chính của quý vị khán giả, và cũng như là chị Trà My vừa nói, quan trọng là chúng ta phải biết trân trọng và biết bảo vệ hạnh phúc của mỗi người.